Chú tên gì? Dạ, thưa chương trình, con tên là Nguyễn Công Thành. Chú nó xưng tên rồi gọi sao mà dạ. Xưng con quá vậy? Xưng con bình thường thôi chú. Con đến từ thành, con đến từ thành phố Thái Nguyên. Thôi chú xưng tên thôi, đừng có xưng con. Dạ không, chương trình là theo con là chương trình là tuyệt vời không, lắm. Trên chương trình có rất là nhiều đối tượng khán giả khác nhau, thì cô chú cứ xưng tên đi, xưng tôi đi, nhá, đừng xưng con. Xưng con. Là... Xin phép chương trình cho xưng phép là tên tôi ạ. Dạ. Vâng ạ. Tôi đến từ thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, vượt trên 2.000 km và nhờ chương trình kết nối với cô Nhung 100 tỷ. Nếu không thành thì kết nối với cô Hằng 48 tỷ. Cô nào đồng ý thì tôi xin làm rể luôn. Cô Nhung ở tỉnh Tây Ninh. Cô Nhung là có 4 năm căn nhà đang cho thuê ở trên Sài Gòn. Dạ. Lương một tháng của chị đó là 120 triệu. Dạ. Còn bà chủ nhà dễ nhà trọ nữa. Dạ. Tổng hết tài sản của chị đó thì gần tới 100 tỷ. Dạ. Đúng không chú? Dạ. Sinh năm 79 đúng không? Dạ. Rồi đúng. Nhưng mà ngoài cô Nhung ra chú còn thích cô nào nữa không? Dạ ngoài cô Nhung ra thì chắc có chứ. Thì cũng có nhưng mà cô nào này? Thôi thì cứ bao giờ cứ kết nối cô Nhung mà không được thì không, mình cứ bật mí luôn một thể đi. Lỡ khi cô Nhung không được thì còn chọn người khác. Nếu bật mí luôn thì chương trình cho phép thì tôi cũng mạnh dạn là đề xuất là cô Hằng ở mua con xe 7 chỗ đấy ạ. Cô La Thanh Hằng. Dạ. Là có 2 chiếc ô tô. Dạ. Mới mua một chiếc là 1 tỷ 2. Dạ. Chưa đi luôn. Dạ. Lương một tháng là 110 triệu. Dạ. Có 2 đứa con bên nước ngoài. Dạ. Tổng tài sản của chị đó thì thua cô Nhung chút. Dạ. Tổng tài sản hết khoảng 48 tỷ thôi. Vâng. Xin kính chào tất cả quý vị. Vừa rồi quý vị cũng đã nghe một cái cụ 65 tuổi lên sinh con đỡ đi tiếng vợ, chọn hai đại gia, một người 100 tỷ, một người 48 tỷ. Trước khi chia sẻ quan điểm của tôi ở trong cái câu chuyện này, tôi cũng kính chúc tất cả quý vị lời chúc sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Quý vị cũng vui lòng cho tôi xin một like và một cái lượt bình luận bên dưới để chúng ta có những cái quan điểm, những cái mà ý kiến trong những cái câu chuyện như thế này. Quay lại cái câu chuyện của là cụ 65 tuổi này, chúng ta thấy rằng đó, cụ này là giống như là giá điên khiêng đồ hộp quý vị. Đúng không? Cụ lên có vẻ rất thật thà, rất ngây thơ, rất hồn nhiên, xưng con với chương trình. Nhưng mà khi mà chọn vợ đó là chọn toàn cái hạng sang không quý vị. Chọn toàn là đại gia 100 tỷ thôi. Một người đầu tiên 100 tỷ, người thứ hai 48 tỷ. Còn nếu như mà chọn nữa thì từ từ, để từ từ ngắm đã. Vượt 2.000 cây số vô chọn hai đại gia, xưng con để mà lên chương trình. Tôi cảm thấy là nó có nhiều cái vấn đề trong cái con người này. Anh này xem như là vì tiền mà lóa con mắt quá vậy. Anh này có thể là anh đi bằng hai đầu gối được. Đó. Nam nhi đại trượng phu kiểu này là chết rồi. Kiểu này là hỏng bét rồi quý vị. Một người đàn ông là sức dài dây rộng. Một người đàn ông là trụ cột gia đình. Một người đàn ông là đính thiên lập địa. Mà bây giờ gặp anh này đó là anh sẵn sàng anh đi bằng hai đầu gối. Vì anh muốn tuyển với là hai nữ đại gia số tiền là tiền tỷ mà anh lên anh chấp nhận làm con của chương trình. Anh xưng con, anh có những cái mà nghe như mà thật sự nó cũng hiền từ lắm quý vị. Nhưng mà sâu thẳm bên trong anh này là giá điên để mà khiêng tiền tỷ. Đúng không? Ủa mình 65 tuổi anh em làm chương trình thì chắc anh rằng những anh em nó nhỏ tuổi hơn mình rất nhiều. Cùng lắm là mình xưng tôi, gọi anh xưng tôi cho nó lịch sự. Chứ không thể nào mà xưng con. Vì mình đang nói chuyện là mình nói chuyện với những anh em đang làm chương trình. Cái người mình tuyển thì hai nữ đại gia kia. Chứ không phải là mình lên mình xưng những người mà lớn tuổi hơn mình được. Chẳng lẽ bây giờ anh lên anh là một trong những người đứa con mà lên đã tìm mẹ. Cái này giống như là một trong những đứa con 65 tuổi mà lên tìm hai mẹ tiền tỷ đó quý vị. Đấy không? Hai cái nữ đại gia kia đó, người ta cũng không có bằng tuổi anh. Có nghĩa là tuổi đời của người ta còn nhỏ hơn anh.
Mà với kiểu cách, với luận điệu của anh lên mà khấm nấm khép nép như vậy, xưng con với chương trình như vậy, xin thưa, những người mà phụ nữ người ta có tiền tỷ, người ta có cái tầm nhìn dở sợ lắm. À, cỡ anh là người ta cho anh gọi là rớt từ cái vòng gửi xe. Anh không có cái cơ hội để mà được ngồi nói chuyện với người ta dù chỉ một lần, hoặc là qua điện thoại dù chỉ một lần. Chứ đừng có nói cái câu chuyện mà anh lên anh chọn người ta để gì làm vợ. Ít ra người đàn bà người ta chọn một người đàn ông để mà làm chồng, thì người đàn ông đó phải là đính thiên lập địa, đúng với cái tầm của họ. Người đàn ông phải có là cái bản sắc, bản chất của người đàn ông. Chứ không phải người đàn ông mà lên không gian mạng mà đi tiễn vợ như vậy, mà khấm nấm như cái con mèo gọi là mắc mưa như vậy, thì ai đâu mà chịu quá vậy. Tâm lý ở đây đó, tất cả các chị em nào theo dõi chương trình này có chịu một người chồng như vậy hay không? Được không? Một người chồng phải là cái như là anh nên đòi, nói phải nên lời. Một người chồng ít ra cũng phải là cái trụ cột của gia đình. Chứ không ai là một người chồng mà như mình rồi lên tiếng vợ mà cái như là còn xưng con, lên tiếng vợ mà vẫn còn có những cái mà giả nai kiểu như vậy, mà tham lam vô độ đó. Nếu anh chàng này anh thật thà đó quý vị, tôi nói ngang, nếu anh chàng này anh thật thà, chắc anh rằng anh sẽ không bao giờ anh chọn hai người đại gia tiền tỷ. Nhưng anh chọn hai người đại gia tiền tỷ mà anh xưng con như vậy, có một số bà con cho rằng anh này thật thà. Xin thưa, anh này không phải thật thà. Cái một trong những cái dạng là giá điên đỡ khiêng đồ Mỹ, giá điên đỡ khiêng tiền tỷ là đây. Anh này không phải dạng thật thà. Anh này vì tiền mà có thể anh chấp nhận anh đi bằng hai cái đầu gối. Mình vô mình chọn người ta, anh nghĩ rằng trên không gian mạng bộ không có người nào mà nó tốt hơn anh hay sao? Người ta có cái tài sản như vậy, chắc anh rằng người ta sẽ có một cái tầm nhìn. Chẳng qua là người ta nói là lên không gian mạng người ta tìm một chồng nghèo, một người chồng có đạo đức, một người chồng tử tế. Nhưng cách anh thể hiện như vậy, tôi cho rằng anh không phải là người tử tế. Một người tử tế là có sao người ta nói vậy, người ta rất thẳng thắn, rất thật thà. À, cái thật thà nó trong cái sự thẳng thắn, chứ không phải cái thật thà ở đây là nằm trong một cái sự là lương lẹo, một cái sự mà cái như là giá thật thật như vậy. Ai đâu mà bản thân mình bây giờ lên mà gọi là thiếu điều mà như dòng tay mà quỳ lạy, cái như là mong rằng mấy đại gia tiền tỷ phải là để ý tới em hả? Ở đâu ra đâu quý vị? Đã đi lên không gian mạng tiếng vợ thì ít ra mình cũng phải có một trong những cái mà nó chân thành. Vì cái sự chân thành chắc ăn rằng không có người này chọn cũng người khác chọn quý vị. Nhưng mà cái bản thân của mình lên mình chọn cái gọi là những người tiền tỷ rồi, thì chắc ăn rằng những người họ không có tiền tỷ, họ không bao giờ và họ không thèm những cái người đàn ông kiểu như vậy. Những người phụ nữ mà bây giờ trong tay không có tiền, giờ sống với những con người như thế này cực kỳ cũng khổ sở, đúng không quý vị? Vì anh quan trọng về cái tài chính, anh quan trọng bằng tiền, chứ anh đâu có quan trọng là cái tình cảm lứa đôi, anh đã quan trọng hạnh phúc gia đình. Cho những người phụ nữ mà nghe, dù người ta có thích anh này, nhưng mà nghe anh này là vô chọn hai đại gia, chắc anh rằng nếu mà anh hạ xuống đó, ngoài hai đại gia anh chọn mà không thành anh hạ xuống thì không có cái người đàn bà nào người ta để ý tới anh nữa. Tôi nói thật, thà ngay từ đầu anh lên anh chọn một trong những người phụ nữ mà chỉ biết làm anh biết là cái như là chăm sóc gia đình là ok rồi. Tôi nói thật sự, sẵn sàng có rất nhiều người phụ nữ người ta liên lạc với anh, lúc đó tha hồ anh lựa chọn. Anh lựa chọn trong cái sự mà âm thầm lặng lẽ chứ. Anh chọn chi mà bây giờ không biết trong tay anh được bao nhiêu tiền, mà anh chọn là đại gia là tiền tỷ như vậy. Cho nên anh ế dài dài thì anh cũng đừng có trách ai, đúng không? Đây là do cái miệng mà hại cái thân. Lên không gian mạng mà tham lam tiếng chồng, tiếng vợ, mà tiếng vợ tiền tỷ. Thà người phụ nữ họ lên họ tiếng như vậy thì mình cũng cảm thấy là nó cũng hợp tình hợp lý quý vị. Còn đằng này đàn ông mà đi tiếng vợ mà lên chọn toàn là đại gia tiền tỷ không? Bản thân anh đang làm xấu hổ đây là những cái đấng mày râu của chúng tôi. Được không? Nhìn tướng cũng đẹp mã,
mà sao, tại sao mà lên không gian mạng như cái con mèo gọi là mách mưa như vậy, rồi khép nếp khấm nấm mà chọn một cái là thật sự tối tăm mày mặt luôn, chọn một cái là coi như là không ai dám nghĩ luôn. Và quan điểm của quý vị trong cái câu chuyện này như thế nào, mong rằng quý vị vui lòng để lại giúp cho tôi một cái bình luận. Và tôi cũng xin phép là kết thúc ở đây. Kính chúc tất cả quý vị cái lời chúc sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Bye bye tất cả quý vị và hẹn lại quý vị vào chương trình trò chuyện tiếp theo.